sau thì mình sẽ trả lời comments của bạn này. Phương Diện đại ca lầy tàu hí hí dương dương trung mảnh cao thiền. Từ này có thể hình dung là một người nữ nhân đứng giữa hai người nam nhân. Tiếng phổ thông đọc là nhào. Từ này được sử dụng như là một phương ngữ, nhiều lúc lại được sử dụng như là một trang sử những từ chửi thục. Trong tiếng Quảng Đông đọc là nâu, có nghĩa là giận dữ, tức giận. Hồ xôi cái này, nâu sĩ này là này một kết nâu ngọa hả? Còn có một âm khác đọc là liều, có nghĩa là chọc ghẹo, sanh sự. Liều nói chọc gái. Nói đến đây thì mình cũng xin giới thiệu cho các bạn thêm một từ tương tự. Tiếng phổ thông đọc nào, tiếng Quảng Đông đọc nâu. Từ này thì là nam đứng giữa hai người nữ, cũng mang ý nghĩa là tức giận. Trong từ điển Khang Hy đề cập đến từ này, nụ khổ chia ráo náo dẹ chửi nạo. Trong câu này còn ý nghĩa kiêu sa, yêu kiều, yếu điệu.